Sáng nay tại Hà Nội thì cơ quan quản lý CITES Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về tăng cường thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp với đại diện của CITES Trung Quốc. Nội dung của thỏa thuận nhằm tăng cường chia sẻ trao đổi thông tin về các hoạt động buôn bán trái phép các động thực vật hoang dã, các luật quy định quốc gia có liên quan, kiểm soát buôn bán động vật hoang dã qua biên giới, kinh nghiệm gây nuôi sinh sản, sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài CITES, đồng thời tăng cường nhận thức của công chúng và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và thực thi có liên quan. Việc ký biên bản ghi nhớ của hai cơ quan quản lý CITES của hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc đánh dấu sự chuyển biến tích cực hiệu quả trong việc tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã. Cùng với cộng đồng 181 nước thành viên thì Việt Nam và Trung Quốc đều đang phải đối mặt với những thách thức từ nạn buôn bán trái phép các loài hoang dã với những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và nhận thấy những cấp bách trong công tác quản lý đấu tranh chống với tội phạm buôn bán động vật hoang dã trái phép thì cơ quan quản lý CITES Việt Nam và của Trung Quốc đã cụ thể hóa nỗ lực tăng cường hợp tác song phương bằng việc tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm tăng cường thực thi công ước CITES, đặc biệt là thắt chặt việc kiểm soát buôn bán động vật thực vật hoang dã tại biên giới.